theo con đường núi Nội Hồ, đường đi quanh co, xung quanh hình như đều là nhà ở. Không ngờ rằng lại có nhà hàng ăn ẩn mình trong khu nhà ở. Cậu bé, hôm nay bác không tính tiền của cháu. Thật thế à? Vậy có được không? Thằng nhỏ ăn nhiều lắm, bởi vì cậu bé hôm nay rất ngoan. Cặp vợ chồng Đài Loan Đức này rất hay là bù trừ cho nhau. Người vợ Wendy nhiệt tình cởi mở, người chồng Peter nhẹ nhàng điềm đạm. Anh có thích Đài Loan không? Tất nhiên. Thích ở điểm nào? Thích tất cả mọi thứ. Đó là lý do tại sao tôi sống ở đây. Đương nhiên trong đó có người phụ nữ của tôi. Peter theo Wendy về Đài Loan. Hai người đều thích ăn nên quyết định bắt đầu lập nghiệp bằng nghề ăn uống. Đến nay xem ra có vẻ đã rất đi vào quỹ đạo, nhưng thời kỳ va chạm trước đây, thực ra người ngoài không tưởng tượng nổi. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng anh ấy rất kỹ tính. Ví dụ như có một lần, chúng tôi rất đông khách, anh ấy nói chuyện với khách. Mày nói chuyện với khách quá, thế là thịt gà rán cháy hơn một tí. Có đúng vậy không nhỉ? Thế là anh ấy không mang ra cho khách. Sự kiên quyết đối với chất lượng của người Đức ở hai vợ chồng Peter thấy rất rõ. Ngay cả hương liệu dùng để chế biến đều muốn tự mình trồng. Hỏi Peter là người rất sành ăn, thích món ăn vặt Đài Loan nào nhất? Câu trả lời của Peter gây kinh ngạc cho chúng tôi, bởi vì món ăn anh thích nhất chính là món đậu phụ thối mà nhiều người nước ngoài không dám ăn. Rất là ngon, với lại ngoại quốc chúng tôi cũng có format. Bạn tin không, mùi vị còn ghê hơn cả đậu phụ thối. Peter và Wendy, mặc dù đã là vợ chồng lâu năm, nhưng họ đã từng từ Đài Loan chuyển sang Đức sống, sau cùng lại về Đài Loan sinh cơ lập nghiệp, muốn để ẩm thực của Đức tiếp tục tỏa hương thơm trên quê hương thứ hai.